giới lãnh đạo Ukraine đã phát đi một thông điệp thẳng thừng với tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier rằng ông không được chào đón ở nước nước của chúng tôi vào thời điểm này. Tổng thống Steinmeier cho biết hôm 12 tháng 4 rằng ông đã lên kế hoạch gặp gỡ tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo của Ba Lan và ba nước Baltic tại Kiev. Kế hoạch là đến Kiev để phát đi một tín hiệu mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết chung của châu Âu đối với Ukraine tôi đã sẵn sàng để thực hiện chuyến đi này, nhưng dường như đây không phải là mong muốn của Kiev, ông Stemir khẳng định trong chuyến thăm Warsaw theo hãng tin Politico. Trước đó, báo Blitz của Đức cũng đã đưa tin về việc Ukraine từ chối chuyến thăm của Tổng thống Stemir. Tờ báo này dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên của Ukraine nói rằng tất cả chúng tôi ở đây đều biết mối quan hệ thân thiết của Tổng thống Stemir với nga và ông ta không được hoan nghênh ở Kiev vào thời điểm hiện tại. Tuần trước, Tổng thống Stemir lần đầu thừa nhận công khai rằng Ông bị hiểu nhầm về lập trường mềm mỏng của mình với Moscow, đặc biệt là trong vấn đề liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt gây tranh cãi dòng chảy phương Bắc 2 NS2. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người cũng từng ủng hộ NS2, đã hủy bỏ dự án này và thông báo cải tổ chính sách đối ngoại của Berlin. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Đức và Ukraine vẫn căng thẳng. Tháng trước, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nhà lập pháp Đức đặt nguyên tắc lên nền kinh tế nước này bằng việc cô lập Nga hoàn toàn.